Rồi, hello, xin chào cô chú anh chị đã trở lại video của em nha. Thì nói chung là đăng cái clip này thì đăng cái clip cho cô chú anh chị xem thôi. Như hồi sáng là em đã giao một con cái kem. Con cái kem đó em giao về Ba Tri rồi. Thì cái con đực nè, con đực lỡ nè, em mới vừa xuống xe là khách đã vô mới vừa chốt xong giá xong ha. Đó. Đó rồi. Nó chuồng em giờ thì hiện tại thì giờ còn như con này, con cái kem này rồi với con anh gút nó với con cái F2 thôi nha. Nó rồi hai con cái tơ nè, rồi với con cái nhỏ kia thì điện thoại tại cái mấy con này á, thì nếu cô chú anh chị á, xem cái clip trước á, thì em cũng đã báo giá rồi ha. Thì chiều nay em đăng cái clip này lên nó để cho cô chú anh chị tham khảo, nghĩa là biết chuồng em bây giờ chỉ còn có hai con tơ này với con cái kem nhỏ kia đó. Thì cô chú anh chị nếu thấy ưng thì hãy nhanh tay gọi lên số điện thoại 0378224523 để gặp trực tiếp em. Có gì á, anh em mình anh em cô bác chú bác gần xa thì thương mến thì ủng hộ nha, giá cả thì em cũng công khai hết đó, thì thuận mua vừa bán. Nếu mà cái nói thêm với cô chú anh chị luôn là tại vì em không có thời gian nhiều để nhắn tin ở trên YouTube đó, là em không có thời gian em trả lời nha, nhiều khi đó, không có thời gian trả lời thì sợ cô chú anh chị buồn, nhưng mà thông cảm cho em, công việc của em không có tiện trả lời anh đó. Nếu cô chú anh chị nào á, thấy ưng con nào cứ nhá máy cho em sẽ gọi lại cho nó, mình nói chuyện điện thoại á, nó sẽ rõ hơn phải không, chứ nhầm khi nhắn tin thì muốn cái ý cũng không có rõ lắm nó. Thì với phần thì em cũng không có thời gian nhiều để trả lời bên đó, tại công việc của em nó, cô chú anh chị biết cái nghề này thì chạy tối ngày ngoài đường không à, cho nên là không có tiện để mà nhắn tin trả lời nha. Rồi cái cô chú anh chị nào thấy ưng thì nếu hai con này thì điện thoại trực tiếp với em rồi thương lượng giá nha. Rồi xin chào cô chú anh chị.